vẫn là những cái sản phẩm cực kỳ quen thuộc về hàng Minh Xuất Thanh Audio, chủ yếu là các cái dòng DAC, những cái chiếc âm ly hay là những cái chiếc đầu CD cao cấp đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì em có về được thêm 4 kiện hàng đúng không ạ? Trong đó thì cũng có những sản phẩm cực kỳ là quen thuộc và có những cái sản phẩm là về hàng lần đầu tiên, chẳng hạn như là với Lắc Men DA150 đúng không ạ? Thì lần đầu tiên là về hàng Minh Xuất Thanh Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thêm 3 cái sản phẩm nữa, Lắc Men DA100, Lắc Men DA200 và Lắc Men DA250 đúng không ạ? Thì cái sản phẩm Lắc Men DA100 cũng như là DA150 thì em đã có bóc thùng sẵn ra rồi, tại vì nó cái thùng nó cũng khá nhỏ thôi đúng không ạ? Không nghĩ rằng là lần này thì về được thêm cả hai cái sản phẩm này nữa đúng không ạ? Mặc dù là với một cái hình thức cũng khá là nhỏ gọn thôi, nhưng mà với Lắc Men DA150 thì lại có thể là giải mã cho chúng ta được lên đến 5 DSD các ông nhá, cực kỳ là hay đúng không ạ? Và Lắc Men DA150 thì với mức giá ở đây thì cũng chỉ có 16 triệu 500 nghìn thôi. Lắc Men DA100 thì vẫn là 11 triệu các ông nhá. Và quan tâm thì nhanh tay thì hãy liên lạc với em. Và đây thì sẽ là phía sau, nhìn chung thì nó cũng đầy đủ tất cả các cái cổng để chúng ta giải mã các cái cổng ăn chơi rồi đúng không ạ? Và hai cái sản phẩm của ngày hôm nay thì còn nguyên cả thùng xốp đúng không ạ? Với Lắc Men DA200 và 250. Và sau đây thì em sẽ bóc thùng ra để giới thiệu đến các bác cùng tham khảo xem là hai cái sản phẩm này có đáng để chúng ta phải móc tiền ra sở hữu hay không các bác nhá. Các bác cũng sẽ thấy là bên Xuất Thanh Audio thì luôn luôn cố gắng đúng không ạ? Tuyển chọn những cái sản phẩm còn cả thùng xốp hình thức đẹp về để phục vụ cho các bác chơi audio. Ngoài chúng ta ngoài chơi ra thì chúng ta cũng có thể là sưu tầm nó như là một cái món đồ cũng được đúng không ạ? Rồi, ok. Với DA150 ở DA200 thì chúng ta cũng vẫn sẽ có là khiển zin, dây nguồn zin các ông nhá. Về hàng này em sẽ để gọn sang một bên. Khá là khó khi mà chỉ có một tay thôi, nên là các bác chờ một chút nhá. Đặt gọn máy lên trên này để rồi, và đây thì sẽ là hình thức của em đấy đây. Mặt mũi thì còn đẹp cong luôn các bác nhá, không có cấn cạnh hay là xước sát gì đúng không ạ? Máy rất đẹp. Với cái con máy mà có đầy đủ cả thùng xốp như này thì hiện tại thì bên Xuất Thanh Audio thì chỉ bán ra với mức giá ở đây là 22 triệu thôi các bác ạ. Đấy. Và đây thì còn một con DA250 nữa, thì em sẽ bóc luôn ra để cho các bác tham khảo luôn ạ. Em này thì vẫn còn đếp cực kỳ là mới các bạn ạ. Đếp em đặt là 2023. Với đếp năm 2023 thì chúng ta vẫn có khiển zin, dây nguồn zin, sách Cataro các ông nhá. Và ngoài ra thì cái em máy này thì vẫn còn cái bảo hành ở bên Nhật ạ. Vẫn còn giấy tờ bảo hành bên Nhật các ông nhá. Thế nên là cũng là một cái sản phẩm mà cực kỳ là đáng chơi đúng không ạ? Thank you.
Rồi, và đây thì sẽ là cái sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay đây. Tất cả đều còn rất đẹp đúng không ạ? Còn gần như là mới cơ. Đít năm 2023 các bác nhá. Các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ sớm với em. Mới mức giá đây là 33 triệu 500 nghìn. Đều là những sản phẩm rất là hay, những chiếc DAC rất là hay của Lucman đúng không ạ? Và ngoài ra thì bên em vẫn còn những chiếc DA06 nữa các bác nhá. Mới mức giá dao động từ 48,5 triệu cho đến 52 triệu tùy theo hình thức máy, tùy theo đời máy các bác ạ. Vâng. Và các bác quan tâm về những sản phẩm giải mã đến từ thương hiệu Lucman thì hãy liên hệ sớm với em nhé. Và cái video này thì em cũng xin được kết thúc tại đây ạ. Cảm ơn bác đã dành thời gian theo dõi video.